Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là bản tin thuộc hệ thống của đài truyền hình VIETV. Vào trưa thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm nay, Ban điều hành buổi họp mặt cựu tù Suối Máu đã tổ chức buổi sinh hoạt hè tại Thư viện Việt Nam thuộc thành phố Westminster, Nam California. Ban điều hành có hơn 10 người, những người này đều đã tự bỏ tiền túi ra mỗi người để lo cho các buổi sinh hoạt. Trại tù Suối Máu là trại tù do Việt Cộng lập ra tại Suối Máu thuộc Biên Hòa để giam giữ thanh lọc trước khi chuyển một số sĩ quan ra miền Bắc chịu tù đày. Ở trại tù Suối Máu, rất nhiều anh em cựu quân nhân đã tử thương do chúng bắt đi đào mìn bằng tay, không hề có dụng cụ chuyên môn nên thương vong rất lớn. Hai là chết do anh em chịu không nổi để tìm cách trốn trại và bị bắn chết. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho hay, tàu chiến USS San Diego cập cảng Cam Ranh. Thưa quý vị, tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam vào ngày 6 tháng 8 trong trận dương kỹ thuật thường lệ sau khi tham gia huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết thông tin vừa nêu trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 8 tháng 8. Tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển, dùng để chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị, có thể hỗ trợ thực hiện nhiều hoạt động tác chiến viễn chinh. Đây là chiếc tàu thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio và được đưa vào biên chế hải quân Hoa Kỳ vào năm 2012. Trận dừng chân của tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego tại cảng Cam Ranh lần này được cho là đánh dấu thêm bằng chứng thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua tăng trưởng quan hệ dân sự và quân sự. Sau trận dừng chân tại cảng Cam Ranh, tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego sẽ tiếp tục hành trình tham gia huấn luyện với đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thêm 13 người thượng sẽ bị trục xuất khỏi Cambodia. 13 người thuộc các dân thiểu số Tây Nguyên đang tị nạn tại Cambodia sẽ bị trục xuất về Việt Nam vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Chị Grace Bùi, một thiện nguyện viên đang làm việc giúp đỡ những người tị nạn tại Thái Lan cho biết, chính phủ Cambodia muốn trục xuất 16 người nhưng bị hoãn lại vì bị chống đối. Sáng ngày 8 tháng 8, một người tị nạn cho biết là ngày mai sẽ có 13 người bị trục xuất về Việt Nam và Liên Hiệp Quốc đang làm thủ tục. 3 người còn lại không biết lúc nào sẽ bị đưa về. Vào tháng 6 vừa qua, 16 người này đã bị chính phủ Phnom Penh khước từ quy chế tị nạn và họ phải trở về Việt Nam. Theo thông tin từ chị Grace Bùi, thì những người Tây Nguyên tị nạn này đang sống trong một trại tạm cư gần thủ đô Phnom Penh. Cũng theo chị, quá trình thanh lọc những người tị nạn này được thực hiện bởi các viên chức của chính phủ Cambodia và không phải do các viên chức của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, mặc dù Cao ủy tị nạn có đại diện của mình ở Phnom Penh. Những người thuộc các sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên bỏ chạy khỏi Việt Nam vì hai lý do. Có thể họ bị trừng thu đất đai, không còn phương tiện sinh nhai hoặc bị ngược đãi vì lý do tôn giáo. Theo chị Grace Bùi, sau khi 16 người tị nạn Tây Nguyên bị trả về Việt Nam, tổng số người Tây Nguyên tị nạn ở Cambodia còn lại khoảng 20 người. Thưa quý vị, Cộng hòa Czech điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vào ngày 8 tháng 8, cảnh sát của Cộng hòa Czech cho biết, cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức Quốc, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Czech. Trao đổi qua email, bà Ivana Nguyenova, phát ngôn viên của cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang xử lý hồ sơ này. Tuy nhiên, vì lý do nghiệp vụ, chúng tôi không thể cung cấp thêm chi tiết. Trước đó, vào hôm ngày 4 tháng 8, đài phát thanh Praha và cũng loan báo rằng chính quyền Cộng hòa Czech đang thực hiện cuộc điều tra này. Vào cùng ngày, báo Titan của Cộng hòa Czech trích lời luật sư Viktor Pratt của ông Thanh, nói rằng các nhân chứng đã nhìn thấy những người đàn ông có vũ trang vào hôm ngày 23 tháng 7 đã cưỡng bức đẩy một người đàn ông và một phụ nữ vào một chiếc xe hơi gắn biển số Cộng hòa Czech trước khách sạn Sheraton ở thủ đô Berlin. Bản tin của Radio Praha cho biết thêm, Trịnh Xuân Thanh đã đệ đơn xin tị nạn chính trị ở Đức Quốc vì bị nhà nước Việt Nam truy nã. Trong một diễn biến có liên quan, vào hôm ngày 7 tháng 8, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam ra lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra về những sai phạm trong thời kỳ tại vị của bị can này. Trả lời đài truyền hình trong nước vào ngày 3 tháng 8, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết đã cảm thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của mình và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam nên đã quyết định trốn tại Đức Quốc. Thưa quý vị, nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình bị truy tố thêm tội danh. Nhà tranh đấu Hoàng Đức Bình vào tháng rồi đã bị chính quyền Việt Nam truy tố thêm một tội danh hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Như vậy, nhà tranh đấu môi trường và quyền người lao động 34 tuổi này hiện đang đối mặt với cả 3 tội danh theo các điều 257, 258 và 143 của Bộ Luật Hình sự. Từ Nghệ An, ông Hoàng Đức Nguyên, em trai của ông Hoàng Đức Bình cho biết, chính quyền không hề thông báo cho gia đình. Luật sư Lê Văn Luân gặp anh Hoàng Bình và trao đổi lại là Hoàng Bình bị truy tố thêm một tội danh là hủy hoại tài sản của nhà nước. Vào ngày 15 tháng 5, công an đã bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khi bắt ông Bình, truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin của công an tỉnh Nghệ An nói rằng ông Bình bị buộc tội chống người thi hành công vụ điều 257 và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân điều 258. Tuy nhiên, các bài báo không nêu chi tiết những vụ việc cụ thể mà ông Bình có liên quan. Trong một năm trở lại đây, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân đã bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Thưa quý vị, diễn đàn ASEAN có lợi cho Trung Cộng. Các bộ trưởng ngoại giao của Đông Nam Á và Trung Cộng đã thông qua khuôn khổ đàm phán trên một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, một động thái mà họ đánh giá là tiến bộ, nhưng các nhà phê bình cho là chiến thuật mua thời gian để cho Trung Cộng củng cố quyền lực trên Biển Đông. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Cộng, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, việc thông qua khuôn khổ này đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán có thể bắt đầu trong năm nay. Nếu tình hình ở Nam Hải Biển Đông nhìn chung ổn định và giả thuyết rằng không có sự can thiệp lớn từ bên ngoài. Tờ Diplomat phân tích rằng, dựa vào câu trả lời của ông Vương Nghị, có vẻ như Trung Cộng đã xem diễn đàn khu vực ASEAN năm nay là một phi vụ ngoại giao thành công. Thỏa thuận khung bộ quy tắc ứng xử chưa được công bố, nhưng một bản kế hoạch hai trang mà Reuters có được cho thấy có rất nhiều bất đồng. Một văn kiện riêng của ASEAN được ghi từ tháng 5 và Reuters thu nhập cho thấy, Việt Nam thúc đẩy ngôn ngữ mạnh mẽ cụ thể hơn, đề cập tới cơ chế giải quyết tranh chấp và các quyền chủ quyền và thẩm quyền. Một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, cho biết họ vẫn ủng hộ việc ràng buộc pháp lý cho bộ quy tắc. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, Trung Cộng không có vẻ sẽ đồng ý. Nhật Bản và Nam Hàn ủng hộ những sáng kiến của Việt Nam. Tại các cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 50 vào ngày 8 tháng 8 ở Philippines, hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ cam kết ủng hộ những sáng kiến của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức an ninh trong khu vực. Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác cùng các nước ASEAN và đối tác nhằm giải quyết hữu hiệu những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Konotaro, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, lãnh đạo hai nước đã tăng cường tiếp xúc, đặc biệt là các chuyến thăm Việt Nam của nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Hai bên nhất trí thúc đẩy thực hiện những văn kiện đầu tư đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước và Liên minh Âu Châu. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 8, trong thời gian giữa các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp gỡ và có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Gary Brawley, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Vương Nghị và đại diện cao cấp phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh Âu Châu, Federica Mogherini. Trong các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các đối tác đã trao đổi về các nội dung hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đề nghị các nước tạo điều kiện cho hàng hóa, đặc biệt là nông sản của Việt Nam tiếp cận thị trường của các nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và các nước cũng như EU khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh truyền thông và phi truyền thông cũng như chống khủng bố, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, ủng hộ ASEAN và Trung Cộng sớm đàm phán thực chất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật. Quyết định của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được thông báo vào ngày 8 tháng 8, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin này nói rằng
Việc miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng được trình lên Thủ tướng duyệt xét. Bà Hồ Thị Kim Thoa có bằng thạc sĩ kinh tế, từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang trong 5 năm trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Vừa qua, bà Hồ Thị Kim Thoa bị Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam ra quyết định khiển trách vì tình nghi đã đồng ý với việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc khi ký quyết định bổ nhiệm. Thưa quý vị, có 14 nguyên cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam ra tòa vì sai phạm đất đai tại Đồng Tâm. Ở Hà Nội vào hôm ngày 8 tháng 8, đã mở phiên sơ thẩm xét xử 14 người lợi dụng chức vụ để chia chác đất, cấp đất trái thẩm quyền cho cán bộ, hợp thức hóa đất lấn chiếm trong công tác quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, có ý kiến từ dân xã Đồng Tâm cho rằng vụ xét xử này không liên quan đến vụ tranh chấp gay gắt đụng độ vào hồi tháng 4. Theo bản thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Hà Nội vào hôm ngày 24 tháng 7, cũng ghi rõ về xử lý kỷ luật khởi tố 14 bị can trong một về quá trình xử lý từ trước đến nay trên diện tích đất sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, ông Lê Đình Kình đại diện phía người dân trong vụ tranh chấp đất Đồng Sen nói rằng sai phạm đất đai mà 14 người đang bị xét xử nằm ở một khu đất khác thuộc xã Đồng Tâm, không liên quan đến tranh chấp đất nông nghiệp, quốc phòng của dự án sân bay Miếu Môn. Thực tế, 11 người lấy đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm nhưng khu đất này ở xa sân bay Miếu Môn. 3 người còn lại thì không liên quan gì đến vụ tranh chấp đất nông nghiệp. Diện tích đất 14 người sai phạm trong quản lý không thuộc khu đất tranh chấp tại Đồng Sen. Cũng theo tường thuật phiên tòa của báo này, 14 giới chức này đã thừa nhận lấy đất giãn dân, chia chác cho cán bộ xã Đồng Tâm. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.